Kính chào quý vị khán giả của Góc nhìn văn hóa. Đây là bộ tem đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành, một trong nhiều bộ tem bưu chính đặc biệt được phát hành trong thời gian qua. Với người dân Việt Nam, dù bất kể người già hay là trẻ nhỏ, ở thành thị hay nông thôn miền núi, hình ảnh con tem bưu chính nhỏ bé đã trở nên rất gần gũi, thân thuộc, bởi trên mỗi con tem thì không chỉ có hình ảnh nghệ thuật, mà một điểm đặc biệt là tất cả các con tem đều thể hiện quốc hiệu, quốc ngữ và đơn vị tiền tệ của Việt Nam. Rất nhiều mốc son lịch sử của dân tộc cũng đã được ghi dấu trên những tác phẩm tem này. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một năm sau đó, ngày 2 tháng 9 năm 1946, Việt Nam đã phát hành bộ tem đầu tiên trong điều kiện đất nước còn vô vàn khó khăn thiếu thốn. Bộ tem gồm 5 mẫu, thể hiện hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế. Bộ tem quý này được nhiều nhà sưu tập gìn giữ gần 80 năm. Một là vị chủ tịch đầu tiên. Cái thứ hai, do họa sĩ Việt Nam thiết kế. Cái thứ ba, in bằng công nghệ của Việt Nam và in bằng giấy mà do Việt Nam sản xuất. Bốn cái đặc điểm ý khẳng định rằng con tem đầu tiên nó đã chứa đựng tính chất độc lập của một quốc gia độc lập. Đến nay, đã có 12 bộ tem được phát hành nhân ngày 2 tháng 9. Trong đó, bộ tem thiết kế năm 1985 kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Việt Nam là tác phẩm đầu tay của họa sĩ Trần Thế Vinh. Bộ tem đã đạt giải cao nhất cuộc thi thiết kế tem quốc gia năm đó. Từ những con tem nhỏ đầu tiên, không chỉ nói về chủ quyền đất nước, mà con tem còn có một cái định hướng nữa là giới thiệu cho thế giới biết được đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, thiên nhiên Việt Nam và những gì Việt Nam có. Có nhiều cái ở mình trên con tem ấy, thì cảm thấy nó bình thường, nhưng nhiều nước họ không hiểu, họ bên họ không có. Tự nhiên nó cũng trở thành một cái để người ta sưu tầm, người ta tìm hiểu nó. Thì đấy là một cái sự giao lưu rất tốt. Kể từ khi bộ tem chính thức đầu tiên được phát hành vào năm 1946, đến nay, Bưu điện Việt Nam đã phát hành gần 1.200 bộ tem với đóng góp trí tuệ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Tem là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Ở đây không như là chúng ta sáng tác một bức tranh thì mang hoàn toàn tính chủ động của từng họa sĩ. Còn đây chúng ta làm ra một sản phẩm, một tác phẩm đồ họa nhưng phải đảm bảo tất cả cái độ chính xác, cân đối tất cả mọi khía cạnh từ chính trị, về nghệ thuật, về văn hóa như thế nào để thổi được cái hồn cốt của cái nội dung tác phẩm đấy. Khi Việt Nam phát hành một bộ tem, 192 nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới UPU sẽ cùng tiếp nhận con tem ấy. Con tem nhỏ bé nhưng chính là nhịp cầu kết nối các thế hệ và kết nối văn hóa lịch sử Việt Nam với thế giới. Tem bưu chính thì gồm tem phổ thông và tem đặc biệt. Tem bưu chính phổ thông thì không có thời hạn cung ứng và được phép in lại. Còn tem bưu chính đặc biệt thì có thời hạn cung ứng và không được phép in lại. Con tem cũng trở thành vật sưu tập đầy giá trị với nhiều người, giúp bồi đắp tình yêu với Tổ quốc, dù ở bất cứ nơi đâu. Bộ tem Tổng tiến công năm 1975. Bộ tem kỷ niệm 10 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Bộ tem kỷ niệm những ngày lịch sử. Ba trong số những bộ tem quý giá được anh Lê Xuân Bình ở thành phố Cần Thơ dày công sưu tập nhiều năm qua. Trên tay mình là cầm một cái con tem nói về tổng tiến công năm 1975, một cái hình ảnh mà chiếc xe tăng đã tiến vào Dinh Độc Lập. Thông qua các cuộc triển lãm cũng như là các cái bộ sưu tập của mình thì tôi mong muốn là chỉ gửi đến những cái người sưu tập biết hơn về cái lịch sử của quê hương đất nước. Bộ tem Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam kể câu chuyện lịch sử dân tộc gắn liền với con đường hoạt động cách mạng của Bác. Bộ tem giành được nhiều giải thưởng cao tại các triển lãm tem trong nước và quốc tế. Nơi mà dấu chân Bác đã từng ở và làm việc trong những ngày đầu lãnh đạo của kháng chiến. Thì tôi đã xây dựng lên bộ sưu tập Bác Hồ với cách mạng Việt Nam. Không phải bộ tem đã kết thúc bằng thời kỳ Bác mất mà kéo dài cho tới ngày nay qua các kỳ đại hội đảng.
toàn Đảng, toàn dân đã thực hiện theo lời di chúc của Bác. Giới sưu tầm tem đánh giá cao, những con tem vẫn được giữ nguyên trên phong bì, có dấu gửi đi, đến và địa chỉ người gửi có giá cao nhất. Nhưng những giá trị về văn hóa lịch sử đằng sau mỗi con tem bé nhỏ còn lớn hơn nhiều. Tôi chỉ mong muốn rằng cái phong trào sưu tập tem nó lan tỏa tới nhiều tầng lớp, thông qua đó cũng dạy cho các em về tình yêu đất nước mình, yêu con người, yêu dân tộc. Sưu tầm tem đã trở thành một thú chơi, một niềm đam mê của nhiều người. Bởi mỗi con tem mang trong nó bản sắc văn hóa và bằng một cách rất riêng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ sau. Tương lai con tem nó trở thành một tài sản cho bọn trẻ. Nó nghiên cứu, nó tìm hiểu, nó học tập và chính lại nó lại trao đổi với nhau. Thì đấy nó là một cái nhiệm vụ mà chính những người họa sĩ chúng tôi thầm lặng mà làm thì nó tạo lên những cái điều như vậy. Bưu điện Việt Nam cũng đang đặt ra lộ trình để ứng dụng công nghệ số để tạo ra các con tem số cho mạng lưới bưu chính và phục vụ cho người sưu tầm tem. Thì trong thời gian hiện nay chúng tôi cũng đang nghiên cứu để đưa ra các cái mẫu thiết kế cũng như là đề xuất các cái công cụ pháp lý cho cái việc đưa ra những cái mẫu tem này tới công chúng. Đến nay thì tem thư không đơn thuần là một chứng nhận cước phí bưu chính mà còn trở thành một loại hình nghệ thuật có sức sống lâu bền. Mỗi bộ tem có ngôn ngữ nghệ thuật và phong cách hội họa khác nhau nhưng đều truyền tải thông điệp tới nhân dân và bạn bè quốc tế một cách dễ hiểu và ấn tượng nhất về mọi mặt của thiên nhiên, xã hội, đất nước và cuộc sống của người Việt. Từ năm 1946 tới nay thì hơn 1.200 bộ tem đã được phát hành. Con tem là những cánh chim xanh của Việt Nam, những sứ giả của văn hóa, bay đi khắp thế giới, giới thiệu văn hóa Việt Nam cũng như tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.